Đường này làm được như tòa lâu đài các bạn ơi. Siêu phẩm luôn. Phải rất là to các bạn, ô nặng này ha. Mình tiếp tục thế một tổ ong vàng các bạn. Bên kia các bạn. Ở rừng già mà có một tổ ong vàng mà treo nó hiếm hiếm gặp các bạn. Treo ở bên ngoài cái gốc cây kia các bạn ạ. Đây này. Đây mình đang chỉ thấy nó treo ở đấy này. Rồi mình sẽ mặc áo lên bắt cái tổ này các bạn nhé. Giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái tổ ong cá treo ở cái gốc cây các bạn nhé. Cái này khá là to nha các bạn nhá. Rồi. Có khi nó làm ở trong hốc nó đầy nữa. Nó đòi ra ngoài các bạn. Ôi. Chắc vậy rồi. Đấy các bạn. Chắc nó làm đầy nó đòi ra ngoài rồi các bạn. Đấy các bạn ơi. Tổ ong cá các bạn. Chắc làm cái gốc cây đầy rồi các bạn. Hôm nay mình chắc chắn là nó vào gốc cây thôi, nhưng mà bây giờ này nó làm đầy, bây giờ nó làm ra ngoài rồi. Không biết là con dao của mình có bổ được không nhỉ? Có mình đóng cái gì quá. Co rộng sang cái này các bạn. Đây các bạn. Kiểu này nó dài thế này các bạn ơi. Thank you.
bên trong thôi. Trông rất là mẩy các bạn. Như tòa tháp các bạn. Đồ này làm được như tòa lâu đài các bạn ơi. Siêu phẩm luôn. Sẽ đến xem mấy miếng các bạn nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miếng các bạn. Đây các bạn. Đúng mẩy các bạn nhá, 10 miếng. Còn vừa đấy là cái làm cái vỏ bên ngoài nó to thôi nhưng mà nó chưa làm nhộng các bạn. Cái tường nó to bên ngoài thôi nhưng mà không phải các bạn, nó ở bên trong đấy. Nhìn cái tổ này rất là đẹp luôn các bạn. Xong các bạn ơi, tổ ong cá rất đẹp luôn các bạn, như cái tòa lâu đài các bạn ơi, mẩy luôn các bạn nhá. Tổ này tuy rằng những cái sáp nó không to thôi nhưng mà được 10 miếng, cái này nó cũng phải hơn 1 cân các bạn, một miếng nó cũng phải hơn 1 lạng các bạn. Ôi ngon các bạn, tiếp tục đi tìm các bạn nhé. Mình tiếp tục thấy một tổ ong khoái các bạn. Nó đóng ở cây này các bạn nhé, khá là cao. Hôm nay gió to thì mình khả năng là không dùng khói các bạn nhé. Đây này, các bạn có thể thấy này, gió rất là to luôn. Mình sẽ mặc cái áo bảo hộ lên bắt thôi. Tổ này rất to các bạn nhé. Rồi mình sẽ tiến hành mặc áo lên bắt cây tổ này các bạn. Hôm nay thì thật sự là quá là may mắn các bạn ơi.
kéo một chút nữa. Nhưng mà được cái nó cũng khá là dày. Bắt xong các bạn. Đấy, cái tổ này cái màu nó hơi đậm các bạn nhé, màu sẫm này. Rất đẹp đúng không các bạn? Tổ này hơn 1 lít các bạn ơi. Đấy, cái màu mần này các bạn. Siêu đẹp luôn. Nó đặc lắm các bạn nhé, bây giờ cuối mùa nó đặc lắm. Ong nhộng của mình đây các bạn. Giờ mình sẽ xuống thế này các bạn nhé. Ngon à. À, mình thấy tổ vò vé các bạn. Ngày dưới này các bạn nhé, tổ cũng khá là to các bạn. Giờ mình sẽ mặc áo lên mặc cái tổ vò vé này các bạn nhé. Giờ mình sẽ xuống thế này bắt cái tổ vò vé các bạn. Đây các bạn ơi, rất là to. Nó nằm ngay mặt đất thôi. Đây này. Ôi, rất to luôn các bạn. Chi là to luôn. Chắc là khó nhậu các bạn. Mình thấy mẩy các bạn đây này. Nhìn thế nào sao nào. Ô, nhìn thế nào giống mẩy các bạn. Ô, mẩy, được các bạn ơi.
chỗ này vướng cái cây nó không có nhộng các bạn nhé, còn cái cây bên ngoài nó rất là bẩy đây này. Vừa bắt xong cái tổ bò vé nữa các bạn nhé. Đấy, tổ bò vé này cũng khá là to các bạn. Giờ mình tiếp tục đi tìm mà các bạn nhé. Mình thấy tổ ong cá các bạn. Tổ ong cá này đi làm cực kỳ đông luôn các bạn nhé. Ngay đây này, ngay cái chỗ hồ này. Đó, tổ này cũng gần đường luôn. Vào trong này các bạn nhé. Tổ này đi làm cực kỳ đông luôn. Giờ mình sẽ mặc áo lên bắt cây tổ này các bạn nhé. Thank you.
Bắt xong rồi bạn. Con cá rất là mẩy các bạn nhé. Mẩy đẹp luôn các bạn. Tủ này rất là nặng các bạn nha. Tủ này khoảng đủ 2 cân các bạn. Ngon các bạn ơi. Giờ mình tiếp tục đi tìm các bạn nhé. Mình tiếp tục thấy một tổ ong cá các bạn. Ở trên này, ở trên đỉnh này thì gió rất là to các bạn ơi. Tổ này vào gốc cây rồi các bạn. Không biết có lấy được hay không, nhưng mà tổ này đi làm rất là đông các bạn nhé. Cây dưới này này các bạn. Cây đủ người ôm các bạn nhé. Không biết có lấy được hay không. Tình hình mong manh lắm các bạn ơi. Giờ mình sẽ mặc áo lên xem có lấy được hay không các bạn nhé. Dưới này này. Gốc cây này các bạn. Tình hình này không ổn nữa các bạn ơi. To các bạn ơi, thấy đi làm rất là đông luôn. Đấy. Khả năng lấy được nhưng mà chắc là không bê được một tủ ra đâu các bạn. Khủng quá đấy.
kính cho các bạn. Rất là to luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ đào cái chỗ này rộng ra một chút nữa, mình sẽ lấy ra các bạn nhé. May quá các bạn. Cái miếng này các bạn nhé. Đây này. Đây cái miếng này là cũng gần 40 các bạn nhé. Đây, hai miếng này mới ăn làm đó. Có khói nhộng nhá. Bây giờ từ những cái miếng này mới bắt đầu khói nhộng các bạn. Hàng khủng các bạn ơi. Này chắc chắn là cái xám nó rất là to luôn. Nhưng mà chắc là không lấy được nguyên tủ ra đâu. Mình lấy khoảng độ 2 miếng một lần thôi. Không nhỉ? Mình sẽ lấy thử xem ba miếng các bạn. Đây dốc thì không bám được. Xám này rất là to, ố nặng này á. Ô, cực phẩm các bạn. Đây 3 miếng phải hơn 1 cân đấy các bạn. Rồi mẩy luôn các bạn ơi này. Xám nó rất là to các bạn ơi. Nó mẩy luôn các bạn. Để đây thôi. Bỏ thủy ban luôn. Ờ, ghế nhà con. Ôi. Gáy. Miếng rất là to luôn, là gáy ra rồi ạ. Dụ rất là nhiều nhộng ở đây. Đây hàng khủng các bạn. Chưa hết các bạn nhá. Cục này rất là nặng luôn các bạn. Không biết có ra được không? Yo. Yo. Ôi, cầm được viên xì rồi các bạn. Ôi, cầm nát hết rồi. À, biết còn không? Ba miếng ạ. Rất mẩy luôn các bạn ạ. Đây này. Này tổng là 8 miếng các bạn. Có 2 miếng chứ có nhộng. Ừ, này 8 miếng mà to này. Thực sự là cái tủ này hàng khủng rồi. Đây các bạn, tổ này các bạn ơi. Có biết còn không? Ôi mình lấy ra rất là nhiều nhộng ở đây này. Ôi trời, có còn một miếng đẹp này các bạn. Chỗ này to này mà có cái đá mình đắp lại được. Đắp lại cho sao này đi. Ong mật về ở đó bạn. Khúc này đúng là to thật.
Thế là mình là tìm cái đá mình đắp lại cái hốc này các bạn. Hốc mình đắp lại rồi các bạn ơi. Chắc chắn là cái hốc này thì có sẽ có ong mật về các bạn. Thì nếu mà không có thì sang năm thì chắc vẫn có cái ong cá này. Đây thành quả đấy các bạn, rất nhiều các bạn nhá. Cái số này là đó. Đáp của nó rất là to các bạn. Đây này. Cái này mới mẩy các bạn. Ui, hàng khủng các bạn nhá. Giờ mình sẽ đi ra các bạn. Vừa bắt xong cái tổ ong cá các bạn. Tổ ong cá này thực sự là quá là khủng các bạn. Các bạn ơi, bây giờ được một túi rồi các bạn nhé. Đây này. Đấy. Đây. Đấy. To này các bạn. Ui giời. Ở chỗ này được một túi các bạn nhá. Ở dưới kia thì được khoảng hơn một túi nữa rồi. Ui giời. Đây các bạn có thể hình dung xem những cái tổ ong nó to ở này các bạn. Đấy, nó mẩy ở này các bạn ơi. Ngon rồi các bạn. Giờ mình tiếp tục đi tìm các bạn nhé.